Con chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Con tên là Trần Đại Na. Con 10 tuổi, hiện đang sống tại phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Con xin đọc bài Đường về Phật giới cho quý ông bà, cô chú, anh chị nghe. Bài Đường về Phật giới như sau. Trường hợp thứ nhất, công đức vô lượng. Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 5 phút sau thức dậy, thấy mình nằm trong bầu tròn vàng sáng trong. Đây chính là chúng thân của Phật gia, do tánh người không còn bao xác thân của Phật gia nữa, nay chuyển thành là chúng thân để làm phương tiện chuyên chở tánh Phật mượn thân và tánh người tạo công đức mang trở về Phật giới, hoặc tạo các nghiệp đi đến nơi mà trong chúng thân của Phật gia chứa nghiệp đó. Nếu trong chúng thân của Phật gia chứa công đức vô lượng, thì chúng thân của Phật gia phát ra ánh sáng màu vàng sáng rực. Vì thần quản lý tính Phật của Phật gia không dám lại gần, đứng xa nói: ta là thần quản lý tính Phật của Phật gia, cho chúng thân của Phật gia chở tính Phật vào khối công đức, bay ra khỏi trái đất trở về Phật giới. Khi chúng thân vừa bay ra khỏi trái đất 10 km là sẽ thấy có hoa tiêu của một vị Phật chờ sẵn, rước chúng thân của Phật gia đến nơi cất chư Phật ngự, để các vị Phật dạy Phật gia được trở về Phật giới. Đường về Phật giới như sau. Đầu tiên, vị Phật dạy Phật gia còn bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày nữa là trái đất sẽ quay đến trung tâm vận hành luân hồi. Khi vào được trung tâm vận hành luân hồi thì các phần sau đây được hút trở lại trái đất, gồm chúng thân cấu tạo bằng điện từ âm dương đang bị hút trở lại trái đất, nghiệp phước đức dương cấu tạo bằng điện từ dương cũng bị hút trở lại trái đất, nghiệp phước đức âm cấu tạo bằng điện từ âm cũng bị hút trở lại trái đất. Lúc này chỉ còn lại tánh Phật và khối công đức. Tánh Phật là nguyên tử sáng có bốn thứ: hằng, thấy, nghe, nói, biết. Công đức là khối vật tư sử dụng trong Phật giới để định hình ra ngôi nhà pháp thân thanh tịnh và kim thân Phật. Khi tánh Phật và khối công đức được điện từ dương trong ống trung tâm vận hành luân hồi đẩy ra khỏi tam giới trở về Phật giới, luyện được điện từ quang trong Phật giới chiếu vào khối công đức này, tức khắc định hình ra ngôi nhà pháp thân thanh tịnh. Từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh sản sinh ra một kim thân Phật. Tánh Phật ẩn vào kim thân Phật này, kim thân Phật hoạt động mà loài người ở trái đất gọi là thành Phật. Trường hợp thứ hai, công đức phước đức bằng nhau. Phật dạy đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 30 phút sau thức dậy, thấy mình nằm trong bầu tròn có hai màu, nửa trắng nửa vàng. Nếu trong chúng thân của Phật gia chứa công đức phước đức bằng nhau thì chúng thân của Phật gia có hai màu, nửa trắng nửa vàng. Vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia nắm chúng thân của Phật gia bên nửa trắng và nói: trong chúng thân của Phật gia công đức phước đức bằng nhau, vậy muốn trở về Phật giới hai bản sanh lên tam giới hưởng phước. Nếu Phật gia muốn trở về Phật giới thì nói dứt khoát với vị thần quản lý rằng: tôi muốn trở về Phật giới. Vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia thả chúng thân của Phật gia ra và nói: thần ta cho chúng thân trở tánh Phật vào khối công đức trở về Phật giới, vậy chúng thân nên cẩn thận. Phật gia phải biết, nếu Phật gia phát ra được pháp trần thì thập loại thánh không làm hoa tiêu giả thử Phật gia. Vì vậy Phật gia được tự do điều khiển chúng thân bay ra khỏi trái đất trở về Phật giới, như là trường hợp công đức vô lượng vậy. Còn nếu Phật gia không phát ra được pháp trần, khi vừa bay ra khỏi trái đất, tức khắc thập loại thánh chặn lại và nói: Như Lai là Phật, biết tánh Phật vào thế giới loài người tạo được công đức mang trở về Phật giới, vậy hãy theo hoa tiêu của Như Lai bay ra ngoài sức hút của trái đất trở về Phật giới. Vị này vừa nói liền coi các ngón tay lại tạo thành hai bầu tròn quay ngược chiều nhau. Một hoa tiêu hình thành xong, vị này nói: Phật gia điều khiển chúng thân bay theo hoa tiêu của Như Lai về Phật giới. Phật gia vâng lệnh điều khiển chúng thân bay theo hoa tiêu này. Thình lình Phật gia cho chúng thân dừng lại. Hoa tiêu không biết nên không dừng lại. Đây là hoa tiêu giả. Vị này biết Phật gia phát hiện nên vị Phật giả này biến mất. Phật gia cứ dừng tại chỗ. Một lát sau nữa cũng sẽ có vị thứ hai xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất. Phật gia cũng thử như lần thứ nhất, kết quả cũng như lần thứ nhất. Một lát sau nữa cũng sẽ có vị thứ ba xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất thứ hai. Phật gia cũng thử như lần thứ nhất thứ hai, kết quả cũng như lần thứ nhất và thứ hai. Khi chúng thân chở tánh Phật và khối công đức bị thử ba lần như vậy là chúng thân đã bay ra khỏi trái đất 5 km rồi, tức thoát ra ngoài tầm kiểm soát của các vị thập thánh.
Phật gia cứ điều khiển trung thân bay ra ngoài cây đất thêm 5 km nữa là thoát ra ngoài sự kiểm soát của các vị thần, là sẽ thấy được hoa tiêu của một vị Phật chờ sẵn. Phật gia cứ điều khiển trung thân bay theo hoa tiêu này thêm 40 km nữa là sẽ đến nơi các chư Phật ngự để rước tánh Phật vừa khốn công đức mang trở về Phật giới. Trường hợp thứ ba, công đức ít, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều. Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 8 giờ sau thức dậy, thấy mình nằm trong bầu trong tròn có 3 màu, một là vàng, hai là trắng, ba là đen. Ở ba góc này có 3 thế lực nắm kéo giàn co. Vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia nắm kéo trung thân của Phật gia để thực thi nhân quả, đi hưởng nghiệp phước đức hay cả nghiệp ác đức. Vị thánh nắm cái trung thân của Phật gia và vào dòng thánh để sử dụng thần thông mà không bị nhân quả cũng như không tuổi thọ. Dòng họ của Phật gia nắm kéo trung thân của Phật gia để tái sanh làm người trở lại. Ba thế lực này nắm kéo dàn co như vậy, thình lình Phật gia la lên một tiếng cho thật lớn. Đinh! Vì âm thanh lớn như vậy phá đi các thế lực oi âm, tự nhiên thân của các thế lực này tự tan, không còn nắm trung thân của Phật gia nữa. Nhờ vậy, trốn thân được bay ra được khỏi cái đất. Khi vừa bay ra khỏi cái đất, tức khắc thập loại thánh giả Phật, tạ hoa tiêu giả rước về Phật giới. Phật gia cũng thử như các lần trước. Con cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị đã nghe con đọc bài Đường về Phật giới. Con xin kết thúc bài Đường về Phật giới ở đây ạ.